Mạng xã hội TikTok của Trung Quốc. Hôm 23 tháng 10, thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Charles e. Schumer và thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Tom Cotton đã gửi thư cho giám đốc tình báo quốc gia Joseph Maguire đề nghị mở cuộc điều tra TikTok. Hai nghị sĩ này nghi ngờ các hoạt động của TikTok, đặc biệt là cách thức thu thập và kiểm soát dữ liệu. Washington Post trích lời thượng nghị sĩ Charles e. Schumer và Tom Cotton nhận định: "TikTok là nguy cơ phản gián tiềm ẩn mà chúng ta không thể bỏ qua." Hai thượng nghị sĩ lo ngại TikTok có thể thu thập dữ liệu người dùng rồi chuyển cho chính quyền Trung Quốc. Trước mắt, dữ liệu này hướng tới cuộc biểu tình tại Hồng Kông thời gian gần đây. Ông Sumer và Cốt Tông cũng lo ngại rằng TikTok sẽ giống nền tảng mạng xã hội khác, có thể bị lợi dụng để loan tin tức giả như Facebook và Twitter trong bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.